tại sao chị em lại chọn bad boy thay vì good boy? Nàng ấy tư vấn cho dăm ba cái tâm lý con gái hơn đi, chuyên sâu hơn chút. Lâu ngày không có con gái bên cạnh sườn nên không hiểu tâm lý chị em lắm á. Thì à, câu hỏi chung chung thế. Ví dụ bạn đưa cho mình một cái tình huống gì đấy thì mình còn ví dụ được và mình còn chém gió được. Chứ bây giờ nói chung chung thế mình cũng không biết là nói bắt đầu từ đâu luôn ấy. Cái này nó kiểu như là phải người tinh tế mới hiểu được. Đa phần bọn chat boy nó có được tình cảm của con gái bởi vì nó rất là tinh tế. Nó biết cái đoạn nào nên nhả, đoạn nào nên túm ấy, kiểu vậy. Các bạn thì kiểu như là hay gọi chung là good boy ấy. Thực ra không phải là good boy mà là không biết tán gái. Thì đi tán gái lúc nào cũng kiểu như là có bao nhiêu lòng mềm là moi hết ra, không có giữ lại cho mình một tí giá nào, không biết làm cho mình hấp dẫn trong mắt người ta, tức là chỉ có chạy theo người ta thôi và lúc nào cũng suy nghĩ là mình cứ cho người ta hết thì là người ta sẽ thích mình, người ta sẽ cảm động, người ta sẽ yêu mình. Nhưng mà không phải, bạn cũng phải có sức hút nữa. Còn nếu mà bạn không có sức hút mà bạn chỉ biết cho đi á thì người ta sẽ thấy bạn là anh trên núi, anh trên mưa hay là kiểu gì đấy. Đấy, một cái mỏ. Ai biết được. Nói chung là bản thân các bạn phải có sức hấp dẫn. Các bạn thích người ta cũng bởi vì người ta có sức hấp dẫn mà, đúng không? Ví dụ người ta rất là xinh đẹp trong mắt các bạn, hay là người ta dễ thương trong mắt các bạn, hay người ta có cái gì thì bạn mới thích người ta, đúng. Thì bạn cũng phải có cái gì người ta mới thích chứ, đúng không? Tức là ngoài cái việc là bạn đối xử với người ta như nào thì bạn phải có cái gì nữa. Đấy, ngoài cái việc là lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem mua quà gì cho nó thì đi gặp nó cũng phải bảnh trẻ lên tí, vuốt vuốt các thứ, lâu lâu cũng phải ngầu tí chứ. Chứ ở lúc nào lôi tha lôi thôi, nghĩ là cũng chả cần phải trải chuốt gì cả, chỉ cần đến để đưa em đi ăn thôi là được rồi thì cũng không đúng, không hợp lý lắm. Thế bạn ơi, tại sao chị em lại chọn bad boy thay vì chọn good boy ạ? Ok, mình sẽ cố gắng, bởi vì bạn hỏi rất là nhiệt tình nên là mình cũng cố gắng trả lời lại. Mặc dù câu này mình nghĩ là mình cũng trả lời nhiều lần rồi. Bạn đang thắc mắc là tại sao con gái lại thích bad boy hơn good boy, đúng không? Tức là bạn đang dùng cái từ bad boy để chỉ cho trai hư và dùng good boy để chỉ cho những cái thằng không biết tán gái, nó khác nhau á. Bây giờ mà những cái thằng mà không biết tán gái đấy, nó mà đẹp trai, nó mà biết tán gái thì bạn có chắc là nó sẽ tốt không? Chứ chắc là tốt đâu, có khi là cũng tán xong rồi bỏ cũng như đứa kia đấy. Còn con gái thích những cái thằng bad boy á, bởi vì là đa phần bad boy là những cái người mà có sức hút như mình vừa nói á. Bởi vì là người mà không có sức hút thì làm sao mà tán được gái để mà trở thành bad boy, đúng không? Đấy, ví dụ như là người ta đẹp, người ta đi tán người này người kia xong rồi người ta bỏ, hôm nay chắc đứa này, hôm nay đi chơi đứa này, mai đi hẹn hò với đứa kia, thì những cái người đấy có sức hút. Còn những cái thành phần good boy mà bạn đang nói á là những người không biết tán gái và không có sức hút gì cả, bởi vì rất là vô dụng ấy. Xin lỗi vì nói cái từ vô dụng này, nhưng mà bởi vì không có khả năng tán gái. Không có khả năng tán gái thì chắp ai ạ? Trời ơi, bây giờ nhắn tin nó còn không trả lời. Bây giờ phải khiến cho nó mê mệt mình, yêu thương mình, xong rồi là sống đi chết lại vì mình, thì xong rồi lúc đấy mới chắp được. Chứ còn bây giờ đến cái bước đầu tiên là nhắn tin nó còn không thèm trả lời thì làm gì có cái bước tiếp theo. Tức là bản chất good boy mà bạn đang nghĩ là những cái người mà không có khả năng tán gái đấy. Thì bây giờ mình hỏi bạn nhé, nếu bạn là một cô gái đi, bạn là một cô gái, bạn sẽ thích người như nào? Một người vừa đẹp trai, nói chuyện lại còn ngọt ngào nữa, biết quan tâm nữa. Mặc dù cái sự quan tâm đấy chưa chắc đã là từ hành động, nhưng mà cái cách nó nói chuyện rồi các thứ, bởi vì các bạn không phải là con gái mình cũng biết tại sao nữa, thì các bạn sẽ thấy những người đấy hấp dẫn hơn và đi với những người như thế thú vị hơn, thích hơn, nói chuyện cảm thấy hay hơn, vừa nhắn tin vừa cười. Bây giờ nhắn tin với những cái người mà bạn đang gọi là good boy nhé, là những cái người mà không có khả năng tán gái đấy, là không cần biết nói chuyện luôn ấy. Ui, nói chuyện nhạt lắm luôn ấy. Kể cả là có bao nhiêu thứ hy sinh cho người ta đi chăng nữa, rất là tốt với người ta bằng hành động đi chăng nữa, nhưng mà mình nghĩ là good boy bạn đang nói là cũng không phải là những người có tiền. Mình trừ những cái trường hợp có tiền ra nhé, tức là không có nhan sắc và không biết nói chuyện thì nói chuyện rất là nhạt. Và khi mà kể cả là không có nhiều tiền nhưng mà cũng cố gắng là mua quà này quà kia đi tặng. Nhưng mà thực sự là con gái ấy, khi mà đứng trước một cái người mà rất là nhạt nhẽo như thế và không có sức hút ấy, nói chuyện chán lắm các bạn ạ. Ban đầu mình cũng cố gắng để nói chuyện với người ta đi chăng nữa thì dần dần nhìn xình vào mắt rồi, mình không biết tại sao nữa. Chứ mà mình nghĩ là các bạn con gái đều như thế, đều kiểu như là cảm thấy khó chịu khi mà nói chuyện với một người mà mình không thích, mà nói chuyện rất là nhạt hoặc là không biết cách nói chuyện nó như thế nào đấy. Cái việc giao tiếp rất là quan trọng giữa hai người ấy, bởi vì nếu không có giao tiếp thì hai người sẽ không thể đi đến đâu được. Hai người yêu nhau mà không nói chuyện với nhau câu nào sao mà được, người ta phải nói chuyện người ta mới thấu hiểu, người ta mới thích nhau được chứ. Đấy, còn trường hợp mà kiểu như là có tiền thì tôi chả nói làm gì cả, có tiền nó là một cái phạm trù khác rồi. Mình thấy đa phần những cái người mà biết nói chuyện ấy là những cái người cũng tinh tế nữa, cũng để ý nữa, kiểu biết được là người ta đang vui hay là đang buồn, trong cái lúc đấy mình nên nhả hay là mình nên túm ấy, mình nên tóm, mình nên nhả các thứ ấy. Kiểu ví dụ như là cũng phải biết gây thương nhớ một tí, cũng phải kiểu như là kiểu khiến cho bản thân thú vị tí ấy. Sao em hút được 3 nước mía mà không tán được ai vậy? Em phải hít rít rít cái gì mà nó kiểu nhả khói nữa cơ. Nước mía không chưa đủ em ơi.
không phải cứ kiên trì là sẽ có kết quả mong muốn. Chị ơi, kiên trì thì crush có đổ không á? Đéo. Cái này chị có vài video nói rồi, cái chị lười nói lại quá, trên YouTube có rồi. Tùy á, không phải là cái sự kiên trì nào cũng có thể nhận được cái kết quả đâu. Kiên trì còn kiên trì zip, kiên trì rát nữa. Mình lấy ví dụ nhá, nó giống như là khi các bạn ôn thi vậy á. Kiên trì và cố gắng, nhưng mà ở mức độ nào, có những người trông cũng có vẻ như là đang cố gắng, nhưng mà thực ra thì chưa phải là cố gắng hết sức và nó chưa đủ chẳng hạn, thì cũng đâu có đạt được kết quả đâu, đúng không? Thì các bạn đi tán gái cũng thế thôi. Các bạn kiểu như là cứ ngồi chờ người ta, nhưng mà các bạn chả làm cái mẹ gì, các bạn cũng chả tán tỉnh, các bạn cũng chả tấn công, các bạn cũng chả suy nghĩ dùng não để làm nào có được người ta, mà các bạn cứ chỉ đứng ở đây chờ người ta thôi. Và các bạn nghĩ là cái sự chờ đợi của mình là sẽ có kết quả, không có đâu nhá. Nên là không phải là cái sự cố gắng nào cũng giống nhau. Mình đã gặp nhiều người như thế rồi. Mồm thì nói là kiểu thích một người 5 năm, 6 năm, hỏi ra thì chả thấy làm cái gì cả. Cứ như thế thôi, cứ âm thầm theo dõi thôi. Chả có hành động gì, cũng chả cố gắng, cũng chả phấn đấu để mình trở thành cái người ưu tú để người ta thích. Cũng chả có quan tâm đủ người ta, cứ đứng một chỗ như thế và tự hào với cái sự kiên trì của mình. Chả thấy kiên trì còn que. Giống như là các bạn hàng ngày đi làm chẳng hạn, đúng không? Các bạn đến công ty vào 8 giờ sáng, 8 rưỡi sáng, xong các bạn hoàn thành đủ công việc. Và các bạn về các bạn bảo là tôi rất là cố gắng rồi, ngày nào tôi cũng thức dậy, ngày nào tôi cũng đi làm đầy đủ, tôi không bỏ ngày nào cả. Không có kiểu như là xin nghỉ việc, hay là không có kiểu như là ham chơi, hay là tức là sao hôm nào mà muốn nghỉ là nghỉ việc, đi chơi là chưa bao giờ, ngày nào cũng đi làm đầy đủ. Nhưng mà cái sự đầy đủ đấy nó chỉ thế này thôi các bạn ạ. Những cái người mà người thành công, người ta làm cỡ này nè, ngoài cái việc là đi làm đầy đủ ra, người ta làm lúc 2-3 công việc, đêm về người ta vẫn làm. Chứ còn cái việc các bạn đến công ty đầy đủ để hoàn thành công việc mà sếp giao á, nó chỉ đủ để các bạn nhận lương hàng tháng thôi, chứ nó không đủ để các bạn có thể tiến lên được. Đúng. Các bạn giống như các bạn đang leo núi thì các bạn chỉ đang cố gắng bám trụ ở một vị trí thôi, chứ các bạn không đang leo lên. Thì người ta leo lên thì người ta thành công là đúng rồi, các bạn cứ đứng im một chỗ là đúng rồi còn gì nữa. Nếu mà kiểu còn bỏ làm nữa, còn gì nữa thì thôi, cái chả còn gì để nói nữa rồi, cái đấy thì vứt đi rồi chứ làm ăn gì nữa, đúng không? Làm sao để leo lên á thì phải cố gắng rất là nhiều chứ sao nữa. Các bạn hay tự giới hạn khả năng của mình, chứ các bạn có thể làm được rất là nhiều. Ví dụ như các bạn làm này, các bạn nghỉ cái. Nhưng mà những cái người người ta mệt á, người ta vẫn làm kiểu vậy. Tức là các bạn nghĩ là nếu mà làm nữa thì mình sẽ chết, nhưng mà không chết được đâu. Kiểu vậy. Thôi nói chung là mình là một cái đứa mà rất là khắt khe với cả bản thân trong những cái việc này á, thì có thể là bạn nào mà kiểu quan tâm nhiều về những cái kiểu sức khỏe, thể chất, sức khỏe, tinh thần, kiểu dạng là nghĩ là mình như thế là quá đáng với cả bản thân này thì kia thì thôi, các bạn không nghe cũng được. Mình nghĩ là mỗi người một quan điểm. Mình nghĩ là mình cũng sẽ xứng đáng nghỉ ngơi, nhưng mà khi mà mình đã cố gắng hết sức rồi. Chứ còn bản thân mình mà chưa cố gắng mà cứ mở mồm ra đòi nghỉ ngơi thì đấy không phải là cái style của mình ấy. Nếu mà hôm đấy mà mình cũng chưa làm được cái việc gì mà mình đã than mệt với cả nghỉ ngơi thì mình thấy như thế rất là buồn cười. Nên là đấy là suy nghĩ của mình thôi. Còn các bạn thích nghỉ ngơi thì các bạn cứ nghỉ đi, không lại bảo mình thế này thế kia. Mời đẹp! Mời đẹp! Cách để không bị chết mà không ai nói cho bạn biết. Idol cho em hỏi em và người ta chỉ là bạn bình thường. Thực ra là ngày trước em có thích bạn ý thì bạn ý cũng biết. Nhưng kiểu em bị chát. Nói chung bạn em có biến cố nên im lặng một thời gian. Hôm bữa em lên bệnh viện em thăm người nhà, bạn ý chủ động liên lạc và còn dỗi vì trước. Bảo em ra Hà Nội sẽ gọi, nhưng mà bạn ý hủy kết bạn thì nhắn kiểu gì. Bảo sao không gọi số thì em bảo số đó bỏ rồi sao mà gọi. Nói chung là bây giờ bạn ý kiểu quan tâm em các thứ, xếp cho em, hỏi em phải làm sao, em sợ rung động lại. Bây giờ mình là người được quan tâm thì mình sợ cái gì? Mình cứ bình thường thôi, mình cứ thử thôi. Đúng, đúng. Mình kiểu như là suy nghĩ trong đầu là được thì được, không được thì thôi ấy. Tức là mình chuẩn bị tâm lý trước. Chứ mình không có sồn lên, mình cứ kiểu như là để xem người ta làm cái gì cũng được. Em nghĩ về cái tâm thế đấy thì em sẽ đỡ sợ hơn. Em nghĩ là bây giờ mình là người được tán mà, đúng không? Để xem người ta như thế nào. Nếu mà trong quá trình mà mình với người ta nói chuyện hay tìm hiểu mà thấy người ta kiểu có những cái biểu hiện của cháp ấy thì đấy, lúc ấy tránh cũng được, cũng chả sao cả. Chết đâu, có phải nói chuyện một hai bữa là phải cưới luôn đâu mà phải sợ. Em có thời gian cơ mà, thì cứ bình thường thôi, cứ từ từ thôi, chả sao cả. Ví dụ như là mình cũng vậy á, đợt trước mình có quen một bạn khá là đẹp trai và mình kiểu nói chuyện mình nghi lắm, mình nghi là cháp lắm. Nhưng mà mình nghĩ là mình có mất gì đâu, bây giờ mình người ta làm gì được mình đâu, mình cứ nói chuyện với người ta thể thử xem như thế nào, chứ mình đã mất gì, đúng không? Có phải là cứ nói chuyện phát là phải yêu luôn đâu. Thì mình cứ nói chuyện xem sao. Thì nói chuyện một thời gian thì thấy đúng là cháp thật. Đúng là kiểu như là chỉ nói mồm hay thôi và cũng chả làm được cái gì. Nói chung là cái cách quan tâm của một người mà thật lòng khác với một người cháp lắm. Cháp là cái cách quan tâm nó khác ngay à, chỉ nói mồm thôi.
và văn vở lắm, chả làm cái gì ấy. Nên một thời gian mình nói chuyện cái mình biết ngay thôi, lúc đấy mình tránh cũng được mà. Tức là mình có quyền từ chối, các bạn đừng suy nghĩ là mình dính vào rồi thì mình sẽ không được rời đi. Đừng nghĩ như thế, mình hãy chuẩn bị luôn cho mình từ ban đầu là nếu mà người ta tệ á thì mình có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Chả có sao cả, có ai bắt yêu đâu, vì chịu trách nhiệm với quật què gì đâu mà sợ. Đúng không? Đúng vậy. Mình cứ từ từ đó. Các bạn đang nghĩ kiểu như là một là thôi mà hai là yêu là phải yêu luôn thì sao ấy, rồi các bạn cứ bị sợ ấy. Các bạn cứ nghĩ đơn giản thôi, mình cứ nói chuyện đi không được thì thôi. Mình lấy ví dụ nhá, cái bạn mà chấp boy đấy á, bạn đấy kiểu như là tiếp cận mình và bạn đấy làm cho mình thì không có bao nhiêu ấy, gần như là chả có làm gì cho mình ấy, chỉ có là ví dụ như là sắp xếp thời gian để qua gặp mình thôi, chứ còn để mà nói quan tâm thực sự thì không có nhiều hết đấy. Nhưng mà bạn đấy lại thỉnh thoảng yêu cầu mình, tức là bạn đấy yêu cầu mình cũng không phải yêu cầu gì phức tạp cả. Ví dụ như là có những cái lúc bạn đấy kiểu kêu mình là đi chơi chẳng hạn, mà hôm đấy mình đang bận và mình cần phải dành thời gian cho công việc, mình từ chối luôn, tại vì mình được từ chối mà. Đâu phải là kiểu mình dính vào thì mình sẽ phải luôn luôn làm theo mọi yêu cầu của người ta đâu. Thì lúc đấy mình chỉ đang ở trong lúc đang ở trong thời gian tìm hiểu bạn ấy thôi. Nên là bạn ấy làm được cái gì cho mình thì bạn ấy làm. Bạn ấy kiểu như sắp xếp thời gian qua gặp mình, bỏ thời gian cho mình thì bỏ, chứ còn mình có quyền từ chối mà. Thế lúc bạn ấy bảo mình đi chơi mà hôm đấy mình bận á thì mình bảo không có rảnh. Mình sẽ bảo là nay bận mất rồi phải làm. Thì thôi, thôi. Thì đâu phải là cứ yêu luôn đâu mà phải sợ. Tức là em có thể đề phòng bằng cách là mình chưa làm gì vội để xem người ta làm gì đã trước cũng được. Nếu mình là cái người được tấn công á thì mình cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội hết. Đâu phải yêu luôn đâu, đúng không? Xem người ta làm gì. Vì thậm chí là người ta tỏ tình mình ngay mình cũng có thể từ chối mà, sao đâu.